Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Mối quan hệ này đã thực sự kết thúc hay chưa? Và trong trải bài, mình sẽ nói theo những điều lá bài cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Bởi vì thông điệp có rất nhiều, cho rất nhiều người. Do đó các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Bạn như thế nào thì bạn sẽ tự biết ha. Sau đây mình xin trải bài cho các bạn, gồm có những lá bài sau đây. Chúng ta sẽ dở từng lá bài cho các bạn. Và các bạn có lá bài Nine of One, 9 gậy. Và kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá bài Nine of One, hiệp sĩ gậy. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn sẽ có lá bài Ten of One, 10 gậy. Rồi, sau đây mình xin giải thích trải bài cho các bạn. Đầu tiên, cái ngữ cảnh tình huống khiến cho mối quan hệ các bạn bị rạn nứt là gì? Thì các bạn có lá bài 9 gậy. Khi mà lá bài xuất hiện, thì nếu như các bạn đang ở trong mối quan hệ thì cho thấy bạn và cái người ấy đã trải qua một khoảng thời gian rất là khó khăn. Cho dù đó là cách mà các bạn liên hệ với nhau hay chỉ là trong cuộc sống nói chung thì cũng thấy khó khăn rất là nhiều. Bởi vì những cái sự kiện tình cảm gần đây khiến cho bạn tiêu hao hết năng lượng của chính mình. Bạn hoặc họ có thể cảm thấy là muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Đây là cái điều các bạn cảm thấy tồi tệ nhất khi các bạn chỉ tập trung sức lực của cá nhân mình. Bởi vì các bạn không có hiểu cho người ta, không thấu hiểu. Chỉ cho rằng bạn hoặc đối tác của mình bị tổn thương rất là sâu sắc trong cái mối quan hệ quá khứ, dẫn đến ảnh hưởng rất là tiêu cực đến mối quan hệ hiện tại của cả hai. Bởi vì có dấu hiệu là những cái tổn thương nó dồn dập đến rất là nhiều trong quá khứ. Một chuỗi các mối quan hệ diễn ra không được như mong muốn của bạn và họ. Những vết thương này nó ngăn cản cho bạn và họ tìm thấy được cái sự hạnh phúc là gì. Một cái mối quan hệ lành mạnh mà cả hai xứng đáng có được. Có thể là các bạn sẽ không bao giờ phải vượt điều này nếu như các bạn không tìm thấy ánh sáng để giúp cho các bạn có thể tiến triển hơn trong mối quan hệ bằng cách các bạn dẹp bỏ những tổn thương khi xưa, tiến tới vào mối quan hệ như những nhân vật mới yêu, những cái gì đó rất là tươi mới. Thì điều này sẽ giúp cho bạn tìm được một cái chân ái cuộc đời. Bạn và họ sẽ xứng đáng với tình yêu mà cả hai bạn đã dành cho nhau, nhất là sự tin tưởng cần có ở một mối tình. Và nếu như các bạn cứ cảm thấy là mình cứ dằn vặt vậy á, bởi vì các bạn không có học được cái bài học từ những cái mối quan hệ trong quá khứ, bạn sẽ làm cho tình cảm của cả hai rất là trì trệ, khiến cho tình cảm rất là lo lắng, rất nhiều bất ổn lắm. Mình cứ sợ không biết người này có lừa dối mình không, người này có bỏ mình ra đi không. Bởi vì cái sự bất ổn này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm rất là nhiều. Lá bài cũng khuyên các bạn nên xem xét lại những cái mối quan hệ khi xưa, hiểu cái sai lầm của bản thân mình ở đâu, để có cái nhìn và sự lựa chọn đúng đắn nhất trong tương lai. Tức là các bạn phải học được những bài học tại sao mình thất bại trong tình cảm lúc trước, lấy cái bài học này áp dụng vào trong tình cảm trong tương lai để giúp cho các bạn có một mối quan hệ thực sự là cân bằng. Bài cũng hy vọng là các bạn đừng có buông xuôi cái mối quan hệ này, bởi vì là bài nó muốn cho các hai bạn phải tiến tới nữa. Bởi vì bạn cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi á, các bạn có lá bài Nine of One, hiệp sĩ gậy. Đây đã thể hiện cái khí cảnh rất là liều lĩnh, một trong hai bạn rất là thiếu trách nhiệm. Cái điều này khiến cho những rắc rối bởi tính cách thiếu trách nhiệm này làm cho mối quan hệ cả hai bị lung lay. Do đó nếu như các bạn hoặc là họ học được cách trách nhiệm nhiều hơn, bởi vì cái điều này nó khiến cho cái sự việc sẽ không bị gây hại nếu như một trong hai không có kiêu ngạo và thừa nhận cái lỗi lầm của chính mình. Thì đây là cái điều các bạn phải cần tập trung vào. Đừng vì những cái cá nhân đạt được trong cuộc sống mà khiến cho mình mất cảnh giác và cũng như kiêu ngạo. Cái sự tự tin này các bạn cần phải tiếp thu ý kiến của đối tác của cái mình, tức là thấu hiểu nhiều hơn, hãy chịu lắng nghe, chứ đừng có bao giờ mình cứ nghĩ mình đúng hoài không được. Bởi vì lắng nghe sẽ khiến cho các bạn học được bài học rất là nhiều. Cần cái sự bình tĩnh và xác định đúng đắn đâu là cái vấn đề chính, chứ không phải vì bởi vì những cái tranh cãi rất là nhỏ các bạn làm cho lớn lên mà không hiểu đúng là cái người ta nói gì, khiến đó những cái việc đó nó gặp những tổn thất rất nặng nề về mặt tình cảm.
Hãy rút kinh nghiệm từ những cái quá khứ sai lầm của chính mình. Hãy tìm ra cái biện pháp tốt nhất để cho mình và người đó có một cái gì đó thật sự là thoải mái nhất có thể. Cái khả năng lớn một trong hai bạn rất là nóng vội và rất bảo thủ. Bởi vì không có rất khó khăn để hai bạn có sự chú ý với nhau, rất dễ dàng để bạn và họ có thể yêu với nhau được. Nhưng mà do một trong hai bạn thiếu sự kiên trì, bởi vì cái kiên trì rất là nhiều rồi, hoặc là có thể bạn cảm thấy là đối phương không đủ thu hút hoặc không có đáp trả tình cảm của bạn, do đó các bạn nhanh chóng chuyển sang đối tượng khác mà không hề hối tiếc. Và có dấu hiệu là một trong hai người mang một năng lượng rất là trẻ, rất là hấp dẫn, mà tính cách vẫn còn thích phiêu lưu, rất thích đi chỗ này chỗ nọ, muốn đến với người này người nọ để tìm hiểu hơn, do đó không có tình yêu lâu dài được. Và nếu như bạn và họ cân nhắc khi bước vào mối quan hệ này thì nên nhớ rằng những cái gì sẽ làm cho bạn rất là khó khăn bởi vì cái tính kiêu ngạo cũng như tính thích phiêu lưu này sẽ khiến cho một trong hai bị tổn thương rất là nhiều. Bởi vì có thể là cả hai cảm thấy là bị nhàm chán rất là nhiều trong tình cảm này rồi, và họ sẽ dễ bị hun hút bởi những người khác thú vị hơn. Nếu muốn quay trở lại, các bạn phải cần biến cho mình thành một người thú vị trong mắt người này. Nhưng mà rất là vất vả nếu như cứ phải nuông chiều cái sự thay đổi này. Bởi vì nếu như họ không có trưởng thành thì bạn cũng mệt mỏi lắm các bạn ơi. Và ở một số bạn thì có một dấu hiệu là đối tác của bạn là một người có thể là rất là cực kỳ là lăng nhăng, lừa dối, hoặc một người rất liều lĩnh hoặc ghen tuông rất là nhiều. Do đó nếu như mà là bạn thì bạn phải nên suy nghĩ về vấn đề này ha. Bởi vì họ cần phải trưởng thành một chút mới có thể tiến vào mối quan hệ nghiêm túc được. Do đó có thể là cả hai bạn, một trong hai thiếu nhiệt tình trong tình cảm mà không có nỗ lực để gìn giữ cái mối quan hệ này. Bởi vì mình nên là để thể hiện một số đặc điểm mình có trách nhiệm nhiều hơn, chứ không phải một người thích bay nhảy bởi một cái năng lượng rất là nhiều để khiến cho cái người này thích những cái mối quan hệ đại diện cho tình cảm là tình một đêm á. Hãy chắc chắn là hãy khiến cho cái người này cảm thấy thú vị, và mình xin thấy cái năng lượng của bạn và họ không được tốt, không hết hợp, bởi vì một trong hai thật sự chưa trưởng thành để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Một nhóm lửa ha, nhóm lửa gồm có Bạch Dương, Sư Tử hoặc Nhân Mã, thì các bạn hãy nghiên cứu coi mình có hợp những người này không ha. Sao mình thấy năng lượng của người này lừa dối và lăng nhăng quá các bạn ơi, suy nghĩ cho kỹ ha. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài nói lên kết quả của mối quan hệ này có thể tiếp tục hay không. Thì lá bài sẽ đại diện cho vấn đề này, đó chính là lá bài 10 of One, 10 gậy. Khi mà lá bài 10 gậy này xuất hiện, nó chứng tỏ cho là một cuộc đấu tranh trong tình cảm của cả hai rất là nhiều. Nhưng nó tượng trưng cho cái cảm giác thực sự là một gánh nặng nếu các bạn tiếp tục cái mối quan hệ này. Vì cái mối quan hệ này nó đại diện cho một cái thứ mà gánh nặng hơn là một may mắn bởi sự tồn tại. Cái mối quan hệ nó thật sự không phải là sự may mắn trong đời các bạn, mà nó một gánh nặng đúng hơn. Bởi vì nó khiến cho một số người cảm thấy là mình rất mệt mỏi khi phải ôm đồm nhiều thứ như vậy các bạn. Bởi vì cái việc mà các bạn tiến tới trong tình cảm với một mối quan hệ cho thấy là một trong hai bạn bị quá tải quá nhiều rồi, quá tải vì mối quan hệ này. Bạn có thể cảm thấy như đối tác của bạn coi bạn là điều hiển nhiên, tức là thấy bạn yêu đó, đến không đến là quyền của người ta. Tại vì bạn tạo cho người ta có tâm lý hiển nhiên là họ không cần các bạn, bởi vì luôn ở đó cần gì nữa. Bạn có thể cảm thấy mình đang gánh toàn bộ sức nặng của mối quan hệ này trên vai của mình, trong khi đối tác của mình thì ngồi ở phía sau mà không để ý và không vun đắp gì. Bạn cứ cho đi hoài mà người này cũng không thèm cho bạn cái gì hết. Tất cả những gánh nặng này khiến cho các bạn cảm thấy là cái trách nhiệm mối quan hệ này hình như của mình bạn phải giữ lấy à. Cái niềm vui và sự yêu thương nó mất tiêu rồi, khỏi cái mối quan hệ này à, thay thế vào đó cái việc nghĩa vụ phải khiến cho mỗi ngày cho người này vui, người này được vui hơn,
hay cung cấp tiền bạc, vật chất, tình dục gì đó mình không biết. Nó khiến cho cái tình cảm không phải là sự yêu thương ở đây, mà một cuộc đấu tranh đầy khó khăn đối với bạn. Cái sự tình yêu đã biến mất khỏi tình cảm của cả hai rồi. Có thể bạn đang căng thẳng quá tải đến mức là không có thời gian để mà chăm chút bản thân của mình. Cái sự hào hứng thay thế và cái sự mệt mỏi. Câu trả lời để có hẹn gắn mối quan hệ này không á, thì mình sẽ trả lời là không nha các bạn. Xin chia buồn các bạn ha. Bắt đầu các bạn cứ nghĩ tình cảm này là một cái tình cảm rất là đẹp, nhưng thực sự nó trở thành gánh nặng cho các bạn. Nó biểu thị cho các vấn đề trách nhiệm các bạn bị quá tải rất là nhiều. Bạn thấy cái trọng trách lớn rất trên vai các bạn nhiều. Bạn cảm thấy mình bị bó buộc và bị gài và bị hạn chế trong cái tình cảm này. Cái việc bạn đấu tranh để thoát ra cái điều này là điều đương nhiên. Nhưng mà các bạn biết không, đừng có để cho nó trì hãm cuộc sống chúng ta. Nó không chúng ta phát triển cái được gì hết, khiến cho các bạn bị lạc lối, mất tập trung rất là nhiều. Nếu như các bạn trở lại với tình cảm này, nó sẽ không khiến bạn khá hơn mà lại xa lầy vào nó. Nó một cảm giác chán nản, tuyệt vọng, bởi bạn cần sự quan tâm, có một ai đó để tin tưởng, chia sẻ. Hy vọng là các bạn sẽ vượt qua. Bạn cần phải biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Và nếu bạn không cân bằng được thì bạn sẽ đẩy tình yêu sẽ rời ra khỏi mình. Bạn sẽ không tìm thấy tình yêu trọn vẹn. Và tất cả những người đến sau này sẽ là một gánh nặng đối với bạn. Ấy là cái đối tượng của bạn là một người khá ca ngạo. Bạn đã hao tâm tổn sức để chứng minh tình cảm của mình với đối phương. Và nếu như bạn tiếp tục thì bạn sẽ rất dễ bị tổn thương. Bây giờ hy vọng bạn có thể ngừng lại. Nếu như họ thực sự thích bạn, họ sẽ nhanh chóng chấp nhận bạn thôi, chứ bạn không cần phải làm gì hết. Bởi vì cái áp lực khiến cho bạn cảm thấy là mình rất là mệt mỏi rồi. Về viễn cảnh và gia đình tương lai khiến cho bạn phải run sợ. Bởi vì bạn thấy là mình bỏ quá nhiều, thực sự chưa sẵn sàng. Hiện tại mới tình cảm mới chớm nở mà anh đã vậy rồi. Sau này về một gia đình, họ có biết yêu thương chia sẻ với bạn không? Họ biết hỗ trợ không? Họ có biết tâm tình không? Khi bạn khó khăn vậy, đau khổ ốm đau, họ có biết chăm sóc bạn không? Vì bản thân ngay thời điểm này họ không làm được điều đó, thì chắc chắn sau này họ sẽ không làm được. Để khi mà cái nhan sắc bạn tàn phai, bạn không còn thành công nữa, thì bạn nghĩ là họ sẽ ở lại bên bạn hay không? Cái điều này các bạn nên suy nghĩ nha. Bạn sẽ kiệt sức rất là nhiều. Hãy nên ngừng lại, bởi vì cái mối quan hệ này thật sự không khiến cho bạn hạnh phúc đâu bạn ơi.